Are you ready? Brought to you by LimCTV.com and MySpaSuccess.com. Hello, yes, tôi tên Hân, thì hôm nay tôi sẽ làm demo về cái pedicure mới, cái Ultimate Pedicure. Thì trong sản phẩm New Skin mình có 5 sản phẩm mà để mình có thể dùng được trên pedicure. Cái sản phẩm đầu tiên thì cái Barbat Butter, cái thứ hai là cái Soul Solution, cái thứ ba là cái Ice Dancer, Firewalker and also the Body Shape and Gel. Thì mình phải dùng cái máy gặp được spa 2 với cái đầu là mình dùng cái đầu cho body. Thì trước hết thì mình làm pedicure bình thường, sau đó rồi mình làm xong cái chân đó rồi mình sẽ bỏ lên, mình bỏ cái mình làm chân xong dùng cái máy xong thì mình lấy cái nóng đắp lên thì mình bắt đầu cái chân bên này. Thì anh ấy làm xong cái chân bên này xong, bây giờ anh làm cái chân kế tới. Thì trước hết mình dùng cái eye sensor. Thì cái eye sensor bỏ lên cái khác. Thì cái eye sensor là nó giúp cho đánh tan những cái co giãn của poker. Sau khi mình đi đứng nhiều quá thì cái poker mình nó co lại, thì làm cho giãn poker. Cái firewalker bỏ trên bàn chân từ ở vách cá xuống, thì cái firewalker nó giúp cho cái máu lưu thông tốt hơn, tại vì cái trọng lượng cơ thể của mình nó đè lên chân thì cái làm chân mình bị tắc nghẽn những cái mạch máu lên chân mình, máu không lưu thông, làm chân mình bị đau nhất, tức là nhất ở dưới gót chân và dưới bàn chân. Thì mình thoa lên, thoa đã đều ra xong mình bỏ cái body shaping gel lên, tại vì cái body shaping gel là nó có điện âm. Thì cái body spin nó giúp để nó đẩy cái eye sensor và cái firewalker sâu trong da người ta, trong khách hàng. Mình thoa đều xong, mình dùng cái máy bỏ số 4. Bỏ số 4. Đồng thời mình cầm cái mình cầm cho đụng cái màn inox này, và đồng thời tay kia mình phải cầm ở trong chân người khách và tay phải ướt, thì quý vị sẽ nghe được cái tiếng beep là lúc cái máy đang chạy. Và cái bước đi á, thì mình đi ở dưới mình đẩy lên này, hơi mình hơi đầy một chút xíu, chậm xuống thì mình đi nhẹ lên đều xíu, mình đi đều hết chân để cái máy nó đẩy sâu cái treo sâu trong cái chân, trong da người ta. Và cái chân này thì nó đặc biệt, nó khác những cái chân thường của mình hiện giờ đang có trong tất cả các nail salon. Thì mình những cái sản phẩm của supply là nó chỉ cái chất lượng của sản phẩm không có, đồng thời nó không có đẩy sâu trong cái da, nó chỉ phía ngoài da, cho nên khi mà khách là hàng làm chân xong á thì khách hàng ra về thì không còn cái cảm giác gì hết trơn. Nhưng mà chỉ có cái mà khách hàng mình nhớ là cái nước sơn trên móng chân. Còn cái pedicure của cái pedicure mới này thì mình dùng được cái dùng cái máy gặp spa thì nó đẩy sâu vô trong cái da của khách hàng, thì nó tái tạo lại những cái làn da mới, giống như cái Soul Solution nó giúp cho cái nứt chân, cái firewalker thì nó giúp cho máu lưu thông trên trên bàn chân, dưới lòng bàn chân, và cái eye sensor là nó giúp cho tan cái những cái bắp cơ bị co, nó làm như giãn cơ lại cho chân mình khỏe. Và những người nào mà những người khách nào mà có cái những cái mạch máu, cái gân máu mà nó nhiều quá thì mình dùng cái chân này, cái service này thì nó giúp cho chân người ta được không có bị đau nhức và không có sưng. Cái chân này thì mình làm lên cho khách thì nó đẩy sâu trong da, thì nó giữ được cho khách hàng cảm được cái chân nó được vài ngày. Thì mình bấm lên số 4 thì nó máy tự động là 5 phút cho mình cứ đi đều hết chân của khách hàng. Và đồng thời khi mình đi thì máy mình để nằm sát sẽ tiếp xúc của cái đầu nó nhiều hơn. Mình đã đứng dậy thì cái tiếp xúc của nó không có nhiều, thì cái tác dụng nó không cao.
khi mình đánh xung quanh lên chân thì nên đi vô những cái nhượng, cái nhượng là cái nơi hay là những cái kẽ chân là những cái chỗ mà nó hấp thụ nhanh đó, nó absorb cái sản phẩm nhanh vô và mình cảm giác được lâu được nhiều hơn, nhanh hơn. Ở dưới lòng chân thì ngay ở giữa lòng chân này mình đợi cái máy đứng, đồng thời mình đẩy vô để mình release giúp được cái stress. Đồng thời dưới gót mình đợi ngang, đẩy vô, đồng thời xoay cái máy, vừa đẩy vừa xoay cái máy lại. Sau khi cái chân mà làm xong thì mình ta cảm thấy được là cái chân, cái da người ta nó căng phẳng, nó firm, đồng thời nó, tại mình dùng cái body shaping gel thì nó giúp cho đánh tan cái tế bào mỡ, làm da căng lại. Cho nên nhiều phút mình làm cho khách á, mình sẽ thấy được cái khách một chân nó nhỏ hơn một chút xíu. Sau khi khách làm chân xong thì khách hàng sẽ cảm thấy được cái chân mình nó nhẹ hơn, tại vì nó giúp cho máu lưu thông tốt hơn và làm cho cái sự co giãn của cái bắp cơ được thoải mái, và cái gót chân hay là dưới lòng bàn chân thì nó được dùng cái AI, cái soft solution nó giúp cho chân mình mịn màng hơn. Are you ready? Brought to you by LimCTV.com and MySpaSuccess.com.